Hi, chào cả nhà. Linh đang ở sân trường của con Linh. Thì hôm nay tụi nó có một cái buổi gọi là bán đồ cũ. Linh không biết và tiếng Việt cái này như thế nào. Linh có rất kêu cái tiếng Việt của Linh rồi. Thì tụi nó là đem cái quần áo nè, sách nè và những thứ khác để bán và sau đó kiếm tiền để đi cắm trại. Tại vì cái không có đủ á. Thì bây giờ trước đây thì là bán ở cái buổi chợ Giáng sinh, nhưng mà lúc đó là vào cái mùa dịch cho nên cũng không có nhiều người tới mua. Thì hôm nay lại tổ chức một lần nữa để bán những cái vật dụng linh tinh để cho mọi người mua, để tụi nó có đủ tiền đi cắm trại và chia sẻ với những người dân ở Ukraine. Đi nhé. Đây là chỗ bán bánh kẹp, rất là đông người đang chờ luôn đó cả nhà. Nhưng mà Linh không dám dở cái điện thoại của Linh cao hơn. Thấy tụi con nít không? Nó đứng có đòi tùm lum á, một đồng một cái. Ở đây cũng là một cái chỗ bán bánh kẹp nữa nè, và giá thì nó rẻ hơn 50 sen. Cũng có rất là nhiều người chờ. Mọi người có nghe tiếng không? Nhưng mà Linh thật sự là cũng không dám quay mọi người đâu, vì sợ lắm, mất công họ thưa kiện thì phiền ơi là phiền. Khi mình tới đây á, là mình có thể tự trả tiền mặt, nhưng mà ở đây cũng có bán cái thẻ như vậy là 5 euro, và mình mua mỗi lần mình mua một món gì đó thì họ sẽ đánh dấu vào. Tụi Linh nãy giờ ăn cũng nhiều rồi và mua một cuốn sách này nữa. Ngoài những cuốn sách, quần áo mà tụi Linh đã quyên góp cho cái tổ chức này thì tụi Linh cũng có làm bánh và đem đến để tham dự. Đây không phải bánh của nhà Linh làm, nhưng mà đây là bánh của nhà Linh làm. Tụi Linh làm một cái bánh này bình thường, sau đó người ta cắt miếng ra như vậy người ta bán, và tụi Linh muốn ăn tụi Linh phải bỏ tiền ra mua lại. Chỗ này thì tụi nhóc bán kẹo nè, và cái bỏng ngô Linh mua 1 euro, thì tụi nó đang làm cho Linh đó, mua ủng hộ thôi chứ ăn mấy cái này mập chết đi được chứ làm gì. Và đây là chỗ trồng cây và gieo hạt giống, bán hạt giống. Tất cả mấy cái giống cây này á là tụi nó gieo, tụi nó trồng hết đó cả nhà. Mỗi một cây là 1.50 đồng. Và đây là cây bơ, tụi nó gieo lớn lên như vậy rồi nè. Linh cũng muốn mua về trồng nữa mà không biết trồng chỗ nào luôn á. Mua phụ cho tụi nó nhưng mà không biết trồng chỗ nào. Còn cây là cây ngò nè. Đây là chỗ bán computer cũ đây nha, 50 euro một cái. Và sách nữa. Đồ chơi cũ nè, nhìn rất là dễ thương luôn. Nhà Linh có một cái chiếc xe như vậy mà lớn lắm, để cho con Linh nó chơi lúc nó còn nhỏ đó. Đây là chỗ bán chén đĩa cũ. Một bộ như vậy là 5 euro. Trong này bán thì có vài món mắc hơn chỗ Kringlop tìm đồ cũ của Linh giới thiệu trong clip khác. Nhưng mà tại vì là bán để cho con nít nó có tiền nó đi cắm trại á, cho nên giá nó hơi cao, nhưng mà mọi người thì cũng ủng hộ thôi, không có gì hết á. Nói chung là ủng hộ hết mình luôn. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi clip của Linh. Mọi người nhìn thấy không, phía sau Linh nó có một hàng người đang đợi để đi vào cái trường học và ủng hộ tụi nhóc. Linh thì muốn dừng cái clip tại đây, tại vì Linh quay vòng vòng nãy giờ thì cũng không có được quay, được phép quay người thì nhìn nó cũng hơi chán cái cho cái video của Linh, cho nên Linh sẽ dừng ở đây. Và Linh biết theo cái số tiền tổng cộng mà tụi nó nhận được cho đến bây giờ là khoảng 200 euro rồi, và hy vọng là tụi nó một chút sẽ có nhiều tiền hơn nữa. Cảm ơn cả nhà nha, bye bye, nhớ subscribe, like và share cho Linh nhé, nhấn chuông nữa chứ. Bye bye, have a nice day, bye bye.